Ôi, bữa nay có mấy đứa nó học rồi, nó về Tết nó về chơi cả nhà ơi. Nó học về không phải là mình thầy giáo, mà có nghĩa là mình bán cũng gần trường. Mấy đứa này nó cũng hết năm nay nó ra trường luôn rồi các bạn ơi. Mà mình thấy nó cũng thấy nó mến mình. Thì khi Tết này nó về nó cũng vui chơi với mình. Thì nói chung vui chơi với mình cũng có một số món mình đãi cho mấy đứa đó. Nói chung mấy đứa nữa mà giờ sao nó điện thì nhiều, mà sao để mình làm cái mâm bự mà đây còn có hai người đây. Hôm nay mình làm cái món là cá ta mình ướp mình nhúng giấm. Các bạn. Mình nhúng giấm, cá ta mình làm tươi luôn. Cá ta bự nha, con cá này đó. Ở bên đây là mình một cái ruột với ruột khìa với lạc xưởng. Lạc xưởng mình chiên luôn, ăn kèm với rau sống. Nói chung là thỉnh thoảng hai món này thôi, hai món mà hai người chắc ăn tới Tết. Hôm nay tới Tết thiệt luôn. Trời ơi, cũng có đem tới. Nó cũng đem quà tới các bạn ơi. Nó cũng đem thùng bia tới các bạn ơi. Chứ cũng không đi không đâu. Mấy cá dược đàm mua các bạn. Cá chắc cũng khoảng cỡ 6-7 kg á. À, cái da của nó các bạn. Cái bè ức không nè. Nó bự, cá rất là tươi nha các bạn. Đỏ tươi đã lắm. Cái da nó dày dày cu luôn nè. Như da con cá. Ớt da màu đỏ. Đây gấp cho Tin một khúc ruột heo non, ruột ngon lắm. Đang đây con. Dạ. Miếng lạc xưởng luôn. Đây. Rồi Tin mày cô chú ơi. Bóc luôn. Ủa? Cái nĩa đâu rồi? Xin mời cả nhà luôn nha. Đây. Dưa hấu. Dưa hấu của con. Biết sao không? Dưa hấu đã. Wow, đã. Đừng có bỏ mình. Bỏ ăn cái đầu mình nhúng cái đó. Bỏ nó xương, rất là ngon. Các bạn giờ bỏ xương rồi. Wow, cái da của nó dày mỡ rồi. Con cá này bự lắm. Bự quá. Nói chung ở đây mình không có cá biển gì mà cá đồng thì này. Có gì làm đó là. Đâu làm miếng tay nha các bạn. Ruột. Ấy chu chà ơi. quên nặng chanh vô tắt vô. Hả? Hấu bự quá. Đâu mà vô ớt chanh mới ngon. Đâm tới ớt nhiều cũng đã. Hôm nay con hãy trồng được dây dưa hấu. Trồng dưa hấu luôn. Nhìn coi. Nhìn ngâu. Lâu rồi mà đổ hai dưa hấu. Con nó bự hơn nè. Dùng đi, dùng đi, chấm dùng đi. Bự quá. Wow, mời cả nhà một khúc ruột nha. Rồi. Dạ, ai thích gì ăn đó nha. Dạ. Xin phép cả nhà luôn. Mời cô chú của con. Chấm ba trái dưa hấu. Wow. Chấm mắm mắm được dưa hấu. Wow. Cá các bạn ơi. Cả nhà ơi, nhúng cái mướp chanh. Béo thịt đá kia luôn. Ngon. Sao cho mắm vừa chị ạ? Ừ. Cho mắm vừa cho con. Gao vô. Tán quá trời luôn nè. Trời ơi, có cái dưa hấu nhà nó hái gáo trời luôn, cô ông nội luôn. Đâu con thông giới thiệu với cô chú đây, anh này tên gì? Tên Thanh. Mày nhớ không? Hồi xưa đâu có cái tường này đâu. Mới nói là lưới này nè các bạn. Cái tường lưới đó bây giờ mới xây được cái tường có cái tường nào mà có lưới có cái sát có lỗ chó vậy là cái lỗ mà nhỏ nhỏ vừa không người xuống các bạn. Nhưng mà giờ học rất giỏi nha các bạn, tốn thì tốn nhưng mà nó học giỏi lắm. Tốn học à, chứ không phải là tốn mà dở nha. Còn nhớ nữa khi mà em nó học từ lớp bảy là cứ cuối năm học là nó mấy đứa này nói chung gia đình nó cũng hơi khá giả. Đem liên quan á, mồi rồi đem tiền đem gà tới hen làm một cái buổi tiệc mà ăn cuối năm mà ăn tới một tuần lễ vậy đó. Nhớ kỷ niệm một tuần lễ vậy đó. Về bất ngờ luôn mấy bạn, về bất ngờ luôn à, về đúng rồi mấy bạn. Mẹ nó không thông báo trước vậy tên giờ có gì làm đó luôn cũng hên gặp được chứ. Thường là đi suốt nha mà cái số làm sao á, hôm qua mình thấy mình mới mua được con cá này mua về bự thiệt. Mình tính để ngày nay mình ăn nhấp nhép với bạn chơi mà từng tình cờ mấy ngày về luôn, sẵn mình làm luôn. Hay không hên mấy bạn ơi. Hay không hên. Đúng rồi, số hên đó, số hưởng. Vào vô mà ra 7 gì đó, 7 vô hồi xỉn luôn. vào 3, ra 7.
không biết nói cũng bà đặt nói nữa. Không có, nói nho, nói hay lắm mà nói tật không à. Ngon quá, ruột, khúc ruột bự thì ngon quá. Mời cả nhà luôn nha. Không tại đi. Nhà về chơi với tao ăn lại thoải mái. Nhận đi. Gì đâu mà ăn. Nóng quá. Nóng quá mấy bạn ơi. Không có cái gì vui bằng cái gì, cái tình cái nghĩa. Nóng mấy bạn ơi, nóng quá. Có thể không có gì vui bằng cái tình cái nghĩa bay về với tao. Về nó kiếm mình. Tại vì đâu nói chung không lấy mấy bạn nó đâu có quan trọng nhà hết cái tình cái nghĩa. Tại vì lâu lắm rồi mới về các bạn. Tại vì mỗi người một cuộc sống riêng mà, do đi làm với lại phần mình còn đi học nên là không có thời gian nhiều để mà về. Nay lâu lâu Tết rồi về được. Về mà về gặp được là mừng lắm rồi. Nhưng mà nữa làm ông này ông kia đừng quên tao nghe. Thế nhà mình nhỏ hơn 54 nó làm cao quá nó không về. Không sao đâu, về đâu, nhỏ. Về năm nữa để tao coi cái tình hình mà có giấy số còn bán thì chắc có thể cất nhà lầu bình thường. Bia ngon thì gặp bạn hiền. Bia dở gì nè. Bia dở cũng gặp tối ngày luôn. gấp vô nóng vô đâu là cái ăn cái ức rồi. Ồ trụng vô. Đây nè. Nước con cá. Nó dày một cái lớp mỡ luôn các bạn ơi. Tụng vô xôi vô. Hay đừng đụng vô mà đem ra ăn liền nha. Từ từ. Phải vào nữa. Ừ. Chín đi. Sắc nó hơi dày ha. Rau vô. Chín rồi. Cái miếng nó mỏng chín rồi đó. Vậy là tới công chuyện. Tới công chuyện nha các bạn. Chấm mày. Rau vô. Không cái ăn nó ngọt. Vậy nó ngọt. Để vài cái ức vô. Nè tao để vài miếng ức luôn nè. Quá đã luôn. Cho ốm quá cho nó ăn cho mập. Đây gót bia cho nó uống để nó ăn quá trời luôn rồi. Cái miệng nó kìa, anh nhìn cái miệng nó để vậy trong nhà nó ăn kìa. Ăn đầy làm gì đây? Trời ơi. Nãy giờ mình quên món ruột nữa nha các bạn. Thử đi. Ruột này hơi bị ngon luôn. Ruột này là không phải là muốn có là có đâu nha. Con heo chỉ có một cái duy nhất thôi. Được tủ lạnh. Hiếm, hơi bị hiếm các bạn. Dạ. Mới lột được hơi bị hiếm. Giờ còn á. Giờ phải bắt lại. Mà nó bắt giờ bên bên. Giờ nó chơi khô. Tại vì hiếm các bạn. Lính ruột rồi các bạn, nó thích nó lột cái gì, có ăn gì là nó làm đó. Nói chung á, nói thiệt ha. Khó kiếm. Tại vì nó nhỏ mà mình làm thấy được công phu ngồi lặt. Ngồi lặt từng con các bạn, chứ không phải là muốn có là có đâu. Ngon lắm. Nói chung là khô mực thì mình thấy nó cũng ngon, nhưng mà nó cũng phải 9-10 đó. Nếu mà ai mà ở thành thị mà về đây là con khu mực không lại con khu này. Chỉ là ở quê thì mình không lại. Ở quê mới có được mấy con này thôi các bạn. Cá trèn. Ê, cái lòng tông. Mấy con này mà các bạn. Cũng có lộn vô con cá trạch nha. Trời ơi. Các bạn mà phơi được những con này mà như thành như thế này là hơi bị công phu quá các bạn. Nhiều với bộ. Hơi bị công phu quá. Dầu sôi nữa là mình để vô nha các bạn. Này để vô chở qua chở lại. Dầu quận là nó chín rồi. Lăn rồi. Mình hơi khô rồi, bỏ vô. Quá trời luôn. Phải chở liền các bạn ơi. Rồi chín rồi các bạn ơi. Giúp cái đi rồi mới muốn làm gì làm nha. Mày chiên tao phải ăn cái. Vô các bạn ơi. Khi cái món này tao cũng làm hoài. Món này mà xưa đi ruộng ha. 12 tưa á. Gà đồng ha, cơm nguội ha. Khang thử rồi. Cái chứ mùa nước lũ mới có các bạn chứ không. Ăn con hồi nãy mình chiên không ngon nè, ăn mấy con này nè. Đó, thử rồi. Này để tới gáo các bạn ha. Khỏi chấm nữa mặn. Gặp chấm muối ớt nữa, thứ gì chịu nổi. Giờ luôn. Ngon quá. Không còn lời gì để nói các bạn ơi. Dữ lắm rồi. Này con này hơi nhỏ. Bóc mày ơi. Bóc mày ngon. Wow. Nó chờ tới luôn các bạn ơi. Đi sao có mấy con mình để dầu hơi nóng quá. Một dĩa này không phải là đi ra quán nào cũng có đâu các bạn. Mùa nước lũ mới có thôi các bạn. Đúng rồi. Không á, cái lòng tông thì cũng có nhưng mà cá chặt. Ít lắm. Ít lắm. Wow. Nè ăn con này cái Kháng. Mày phải bóc cái mày. Xin phép bóc các đi, bạn bóc đi, mình bóc luôn nha. Ngon quá. Không đầu gọng được thì không dưa leo được đầu gọng. Vô dưa bay cái nữa thì mình cũng có thể muốn kết thúc rồi. Mình ngồi nói chuyện vui nhau một chút. Cho nó về, trời cũng tối rồi. Trời thấy cũng hơi chiều rồi.
Thôi mình nó còn học thì nhậu tới đây thôi, đúng không? Đó là lời khuyên thật sự của chú, nhậu tới đây thôi chứ còn uống nữa rồi bay đi xe còn nữa. Được không? Kết thúc không? Rồi, okay. Vứt luôn rồi nè. Rồi, vậy ha. Bây giờ mình uống một cái mình dùng với mình, chào với cả nhà một tiếng nha. Rồi. Con quá làm con khô rồi, xin phép mấy bạn luôn nha. Cả nhà ơi, nói chung là ngày nay là qua mùng 1 Tết rồi, phải không? Nhưng mà vẫn còn trong cái phạm vi là mình nghỉ Tết, là nghỉ Tết 3 ngày. Tết Tây ở đây mình, nhưng mình là mình chủ nhật, thứ bảy là ngày Tết Tây, thứ bảy chủ nhật thứ hai, rồi thứ hai là nghỉ 3 ngày. Bây về bây mùng 1 thì bây cũng có khi mình đi chơi đâu đó, nhưng mà cũng nhớ tới tao, về tới tao là cũng vui rồi. Một lần nữa tao cũng cảm ơn tụi bay, còn hai nữa là nó còn cũng còn tao có thời gian học cả nhà ơi, thì chắc nó cũng mình cũng dằm nhưng tại đây rồi cho nó còn đi xe về nữa. Một lần nữa thì nói chung là cả nhà hãy cho mình một like. Thấy hay á thì mình cho mình một like để mình có động lực mình làm. Rồi các bạn thấy hay thì bạn là like và subscribe giùm nha. Rồi tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà, chúc năm mới 2022 tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ, dạng sự dưới thật nhiều sức khỏe luôn. Rồi bye bye. Bye bye. Chào tất cả các bạn.